Bản thân của mỗi người trong chúng ta đều đã sanh ra và chết đi rất nhiều lần trong vòng luân hồi này. Mà mỗi kiếp sống như vậy là mỗi thân phận khác nhau. Có kiếp làm người nam, có kiếp làm người nữ, có kiếp làm lính, có kiếp làm một vị sư vân vân Như vậy thì tiền nghiệp thói quen của quá khứ có ảnh hưởng lên kiếp sống hiện nay hay không? Và nếu có ảnh hưởng thì tác động nhiều hay ít? Con nhớ Bồ Tát khi đắc đạo thành Phật Ngài nhớ lại tất cả các kiếp sống của mình Trong quá khứ Vậy thì làm sao Ngài nhớ được Kiếp như vậy Có phải hình ảnh đó được lưu trong một cái kho Gọi là phá quân gá hay không thưa sư Thứ nhất ấy, Là cái Như hồi nãy sư vừa nói Mỗi người trong số chúng ta Chịu tác động bởi ba thứ thứ nhất là cái tiền nghiệp quá khứ mình đã tạo ừ? ví dụ như à, quá khứ mình có cái phước cung kính thì mình sẽ sanh vào cái dòng dõi cao sang à, còn quá khứ mà mình tạo cái nghiệp cống cao ngã mạng thì đời sau mình sanh ra vào cái dòng dõi thấp hèn ừ? rồi quá khứ mình à làm hại chúng sanh thì đời nay mình sức khỏe yếu kém nhiều bệnh quá khứ mình không có làm hại chúng sanh thì đời nay mình có nhiều sức khỏe đấy quá khứ mình giết mình sát sanh thì đời nay mình yếu thọ quá khứ mình không sát sanh thì đời nay mình sống lâu đấy đó là tác động của tiền nghiệp của quá khứ cái thứ hai là sự nỗ lực hiện tại nhé. Yeah. Tức là khi mà anh có sự nỗ lực, anh tạo các thiện nghiệp trong kiếp hiện tại thì một số trong những cái đó nó sẽ trổ trong cái quả ngay bây giờ. Ví dụ như mình giúp người khác, mình giúp đỡ, mình bố thí thì ngoài cái chuyện nó sẽ cho cái quả của kiếp sau thì ngay trong kiếp hiện tại này nó sẽ cho cái quả là được nhiều người ưa mến. Đấy. Rồi khi mà mình, hoặc là ví dụ như mình lại đi mình giết hại mình sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu thì ngoài cái chuyện mình phải đi địa ngục ở đời sau thì đời nay đó đời nay mình còn phải chịu tiếng đời chê trách thậm chí mình phải chịu tù tội đấy cho nên cái nỗ lực hiện tại rất là quan trọng và cái thứ ba là bị tác động từ bên ngoài ví dụ như có những người thì, thì họ thấy mình họ thương mình họ giúp đỡ mình có những người họ thấy mình họ ghét mình họ hại mình mà có những người vốn dĩ mình không có dính dáng gì với nhau nhưng mà trong quá trình sinh hoạt mình có những cái tác động với họ mà chính bởi những tác động đó họ có thể thương hay là ghét mình và chính bởi vì họ thương thì họ ghét họ sẽ tác động lại với mình tức là họ giúp mình hay họ hại mình đấy à, cho chính bởi vì như vậy đó à, cho nên là cái tiền nghiệp đó, nó chỉ là một phần thôi không có nên cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp còn cái chuyện mà tại sao mà một người chứng thiền có thể thấy được các kiếp quá khứ thì về mặt kỹ thuật cái để nhớ được kiếp quá khứ Nó như thế này Nó giống như một người mà lần cái sợi dây đó Muốn lần tới đâu mình phải lần tới đó à, Kéo 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 lần 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 tới đó Cũng vậy đó Một vị mà chứng thiền ừ, Chứng thiền có thần thông Vì nó muốn biết kiếp trước như thế nào đó Vì đó phải Nhập định và vì đó lần theo, lần theo quá khứ, lần theo, lần theo cách. Cái tâm của mình ấy, lần theo cái sự sanh diệt của tâm ấy, lần theo, lần từ từ, lần theo cách đây 5 năm, 10 năm, 20 năm, lần xuống từ từ, xuống cách đây mình 5 tuổi, mình 4, 3, 2, 1 tuổi. Thì vào cái thời điểm đó cái tâm mình ấy, nó, những cái tâm gì nó xuất hiện, vì đó quan sát, vì đó quan sát và vì đó lần theo lần cho đến khi mà cò, vào trong thai bào và lần cho đến khi mà cái thức tái sanh nó xuất hiện và vì đó tiếp tục lần theo cái tâm ấy lần theo cái tâm ấy lần cho đến khi cái tâm cận tử của kiếp trước rồi lần tới nữa thì vì đó biết được à kiếp trước là mình là như thế nào Rồi cứ như vậy vì đó tiếp tục vì đó lần muốn biết được một kiếp thì lần một kiếp muốn biết được năm kiếp thì cứ lần Uh, một kiếp rồi đến kiếp thứ hai kiếp thứ ba kiếp thứ tư kiếp thứ năm tức là lần lần từng chuỗi như vậy đó muốn biết kiếp thứ mười đó thì phải biết đi từ từ đi từ kiếp thứ nhất kiếp thứ hai kiếp thứ ba thứ tư thứ, tư, thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ tám thứ chín thứ mười biết được uh, đó là cái kỹ thuật hai cái kỹ thuật uh, của uh, một vị chứng thiền mà muốn xem xét kiếp quá khứ À, nhưng mà cái tốc độ của tâm ấy rất là nhanh tốc độ của tâm rất là nhanh à, cho nên cái chuyện mà muốn biết được cái quá khứ thì à, tùy theo mỗi vị mà tốc độ nhanh chậm khác nhau à, tốc độ nhanh chậm khác nhau tuy nhiên nó cũng khá là nhanh ấy, chứ không có quá chậm đâu còn riêng trường hợp Đức Thế Tôn do cái ba la mật của ngài, ngài đã vung bồi các thiện pháp rất là nhiều. Thành ra đặc điểm của một vị chánh đẳng giác tâm ngài rất là nhanh, rất là bén nhạy. Thành ra mình nói là mình ấy giống như con nít hai đứa con nít ấy, mà bò từ Sài Gòn ra Hà Nội, ấy, mình bò nó chậm lắm ha, cả ngày cả tháng mà bò chưa được tới cửa, còn ngài đó ngày rất là nhanh à, nhanh nhanh cực kỳ chớp mắt cái là ngày tới rồi đấy do cái năng lực tâm của ngài đó mạnh hơn chúng sanh khác rất là nhiều à, cho nên là ngài muốn biết tới đâu thì ngài biết ngay tới đó rất là nhanh ừ. Ờ, chứ không có cái là một cái kho pháo quân gá đâu ha không có kho pháo quân gái đâu ha quý vị học a tỳ đàm chưa hả ừ? học chưa nếu như mà học thì đừng có nói học của sư nha đừng có nói sư dạy a tỳ đàm nha tại quý vị học sư mà quý vị lôi ra quý vị nói cái ba cái vụ này quý vị nói là do ông sư hạnh học từ ông sư hạnh tuệ thì kẹt cho sư lắm nha ừ?